Em cùng vào bãi nhặt chào các bác anh chị nhé. Nay ngày 29 tháng 5 2024 nhé. Của bác anh chị mua hàng thì liên hệ qua số điện thoại này nhé, 0909 479154 nhé. Nhắn tin gọi điện, cái bạn Zalo, nhắn tin Zalo đều được nhé. Em lên Cường nhé. Giá trên đây này chưa bao gồm phí ship nha các bác anh chị. Phí ship là phí vận chuyển nhé. Các bạn chị nào xem mà chưa đăng ký kênh thì nhớ đăng ký kênh ủng hộ bên em nhé. Cảm ơn các bạn chị. Giờ em vô chi tiết từng cái mã hàng cho các anh chị xem nhé. Đây là mã số 1, cái mũi khoan nhé. Cái mũi khoan này là khoan tốc cao nhé, của máy Winning ấy, Winning gì đó. Đó, máy là khoan giống khoan đường nước, khoan rất dài nhé. Này nó khoan tốc độ cao nhé, khoan một lần là không cần nhấp nhé. Này là phi 15 nhé. Cây này là khoan sâu được 270 nhé. Này, cái cán này là cán là 25 nhé, cán 25 nước xuyên tâm nhé. Cái đầu này là đầu hợp kim này, từ khúc trên đây trở lên là đầu hợp kim nhé, còn này là bằng thép đó. Cái này nó sẵn rồi, về mình chỉ việc xài thôi nhé. Đó, khoan rất nhanh nhé, khoan tốc độ rất cao nhé, chia 1000. Nhấn khoan này khoan một lần một chứ không cần phải nhấp ra nhấp vô nhé. Bác nào của bác anh chị nào mà đang xài cái lỗ khoan sâu thì có thể phim 15 thì xài em này nhé. Này phim 15 khoan sâu 200 270 nhé, khoan sâu 270 nhé. Cán này là cán 25 nhé. Đó, còn rất đẹp nhé. Cây này là 250 nhé, mã số 1 nhé. Đầu hợp kim nhé, mã số 1 250. Còn cái mã số 2 nhé, mã số 2 là hai cái khoan này là phi 25 này, cái này 25 này, cái này thì rất là đẹp luôn, me miết thì như mới luôn, rất là đẹp nhé, me miết rất đẹp. Cô này con số 3 nhé, con số 3 này là me dài khoan sâu được 1.6 nhé, khoan sâu 1.6, khoan sâu 1.6 nhé. Cây phi 25 nhé. Mã số 2 này là 600.000 nhé. Cây này là phi 28 này. Cái đầu này đầu bằng nhé. Các bác chị về máy lại nhé. Đó, đầu bằng. Me miết thì cũng còn sắc bén nhé. Nó không được đẹp bằng cái kia thôi. Me miết thì còn sắc bén. Mấy cái côn này là côn số 3. Nhưng mà chắc là bên Nhật máy nó không có côn số 3. Nó đã tiện thành côn số 2 này. Này là thành côn số 2 nha các bác chị. Đó, côn số 2 nhé. Cái này là, đó. Me cắt khoảng tầm 160 nhé, 160, 160 nhé. Cây này là hai cây này là mã số 2 là 8 600.000 nhé, mã số 2 hai mũi khoan. Cũng có cái mã số 3 nhé, ba cái cán doa, ba cái lưỡi doa dành cho cái bộ doa lỗ, bộ doa lỗ này là 140.000 này. Đó, này còn rất đẹp nhé, do lỗ nhé. Cán 12 nhé. Cán này là cán 12 này. Đó. Cái này cũng cán 12 nhé, làm lỗ nhỏ này. Ừ, này là thép dấu nhé. Ba cái nhé, hàng còn rất đẹp như gần như mới á. Ba cái mũi dòa. Đó, ba mũi dòa nhé. Đó, ba mũi dòa này là 140.000 nhé. 140.000 nhé, mã số 3. Em qua cái mã số 4, một cái đài phay nhé. Cái đài phay này là gồm ba cái cán này, gắn chip S09 nhé, S09 này. Cái nguyên cái này của nó là 80 rồi này, 80 rồi. Nhưng cái bát này thì nó sẽ được lớn hơn, nó sẽ tầm đồng 100, kèm ba cái lưỡi thay, ba cái cán để lưỡi thay này, thay của nó này. Đó, kèm ba cái nhé. Đây là cái tay khóa mở nó. Bộ này là 1.3.000 nhé, mã số 4. Kèm 103 con chip nhé. 103 con chip.
Đó, trăm ba la con chip như này nhé, lướt đẹp nhé. Bộ này là 1,3 triệu, cái cán này là cán 32 nhé, cán 32, cán 32 đó, cán Nhật hết nhé. Bộ này là 1,3 triệu đó, như vậy. Như hình mã số 5 là một cái cán, cán tiện móc lỗ Sumitomo chip D15 nhé, cán này còn rất đẹp, nẹp chống rung này, nẹp chống rung của Sumitomo này, dài 350 nước xuyên tâm nhé, cán Nhật nhé, chip D15 nhé, D15 cán phi 40 nhé, kèm 30 con chip lướt, 30 con chip, 30 con chip lướt như này nhé, 30 con chip lướt này là bộ này là 1,550,000 nhé, đó, cán Nhật nhé, 1,550,000, mã số 5. Còn cái mã số 6 nhé, còn một cây cán kim thôi, cây hôm qua bán rồi nhé, cán cái này 1,4 triệu nhé, cái ở trong này nó không được đẹp nhé, để em đây mở con ốc ra nhé, đây nó lại không, đây bộ này 1,4 triệu nhé, à 1,4 triệu cái cán hợp kim nhé, phi 16 dài tổng 200 nhé, đây ở trong nó hơi bị xấu nhé, nó có bị đổ nước đó, nó bị dính nước nhé, nhưng mà cũng không ảnh hưởng gì nhé, bắt vít và vẫn ok, nó không bị dơ lắc nhé. Cán hợp kim này 1,6 triệu nhé, à 1,4 triệu chứ, hợp kim dài 200 này, dài tổng 200 này, phi 16 nhé, chip C09 nhé, đó cán này 1,6 triệu nhé, à 1,4 triệu, xin lỗi nhé, 1,4 triệu mã số 6 nhé, đó cán hợp kim nguyên khối nhé. Còn có cái mã số 7, ba cái con ba đo ngoài này, một cái này, hai cái này, ba cái này, 4 cái, 5 cái này, 5 cái này là 200,000 nhé, mã số 7 nhé, 5 cái như này 200,000, đó, này mình nới ra nhé, đó, dùng để đo, phi ngoài, phi nhất gì đó, bộ này là 200,000 nhé, mã số 7 nhé, có cái mã số 8 nhé, hai cái này là hai cái dùng để mình ấy cái bàn gen á, quay tay quay bàn gen. Quay bàn gen, cái lỗ này là phi 50 nhé, cái này là phi 30,4, nó gắn là 30 đó, hai cái này là 200,000 nhé, đó hai cái quay tetro bàn gen nhé, 200,000, một cái to cái nhỏ nhé, bộ này mã số 8 là 200,000 nhé. Em có cái mã số 9 là một cái đầu doa nhé, đầu doa phi 32 nhé, đây doa lỗ tăng chỉnh một vạch của nó là 0 chấm, đây có du xích 0.005 này, đó bộ này là 2,8 nhé, mã số 9 nhé, kèm một cái cán, một cái cán ngoài dùng để doa lỗ bên hông này, và một cái này cái collet nhé, đây cái collet này, cán này thì mình cán 12 nhé, mình gắn lỗ cán 12, mình mua cái cán tiện gắn chip và mình gắn cán 12 nhé, đó về mình xài, còn muốn làm lỗ nhỏ thì mình làm thêm mấy con led này, mình xài cái lỗ nhỏ, doa lỗ nhỏ hơn 12 nhé, đó một bộ như này, du xích tăng chỉnh, hàng rất đẹp nhé, đó là mấy cán này, bộ này là 2,8 triệu nhé, mã số 9, doa lỗ nhỏ 5 nó ghi cũng được, mà 100 lỗ 100 cũng được nhé, đây muốn dao lớn thì bỏ ở đây mình xài dao lớn nhé, đó. Bộ này là 2,8 triệu nhé, mã số 9. Có cái mã số 10 nhé, hai cái khoan hợp kim, hai cái này là 450,000, này là phi 11 này, hợp kim nguyên khối nhé, hàng này còn rất đẹp nhé, rất đẹp, cái này là 13,6 hơi chảy nhẹ đây đây, còn lại thì rất là ok, rất là đẹp nhé, nước xuyên tâm. Đó hai cây này, hai cây hợp kim nguyên khối nhé, hai cây này 450,000 nhé, một cây 11 và cây 13,6 nhé. Mã số 10 là 450,000, mã số 12 à 11 hai cây 180,000 nhé, cái này là thép gió nhé, thép gió đây dùng để nhấn lỗ hoặc cái gì đó, đó bác chị nào mà có thể xài được thì đó có thể ủng hộ, nó giống như là nó vừa nhấn lỗ nó vừa doa đấy, em nghĩ là vậy,
cái này là nó là 23.6 này, nó vừa nhấn cái lỗ này ra đó, nhấn ra này, trên này là 24, 25 chấm mấy này, 26 này, trên này là đúng 26 luôn này, đúng chuẩn 26 luôn này. Đó, dùng để doa, vừa nhấn vừa doa ra ra thì phải. Còn cái này là cái mũi khoan nhé, giống là mũi khoan, nó là thép gió, nó mà khoan, nó khoan được cái đường kính to như này luôn. Đó, nó chỉ có khúc ngắn này thôi nhé, cán này cán 32 này, nó là thép gió nhé. À, cái này là 30, cái đầu này khoan lớn chắc phải tầm gần 30, 28, 29 gì đó. Đó, hai cái này là 108 nhé, thép gió, hai cái thép gió này nhé, 108. Có cái mã số 12 nhé, một cây khoa, một cái file hợp kim nhé, cây này là 500.000 hợp kim nguyên khối, phi 20 dài tổng 150, me cắt này. Ở dưới này thì nó có mẻ răm nhỏ nhé, đó, nó có bị mẻ nha cô bác chị, đỉnh này có bị mỏi mẻ, để cô bác chị nào mà mài giỏi thì mài lại nhé, không để mình phay sườn này nhé, hợp kim nguyên khối. Cây này là em bán là 500.000. À, còn là bán phế này em thu lại là 320.000, chạy xong rồi em sẽ mua phế lại là 320.000 nhé. Nó là hợp kim nguyên khối nhé, phi 20. Đó, nó có bị mẻ nhé, đây, nó có bị mẻ của bác chị, đó. Có bị mẻ như vậy nhé. Khúc này này, khoảng 10 ly thì, 10 ly nó có bị mẻ, còn ở trên này thì rất là đẹp, ở trên này rất là đẹp. Cái này mã số 12 nhé, 12 là 500.000 nhé. Có 13, cái khoan hợp kim, khoan hợp kim, cái này là 280.000 nhé, 280.000, khoan này gần như mới luôn, cái này này gần như mới nhé, đúng chưa xài luôn á, khoan thép inox, thép xử lý nhiệt, khoan nhíp xe đều khoan được hết nhé, 12.8, phi 12.8 nhé, hàng thì rất đẹp nhé, rất là đẹp, 12.8. Đó, cây này là 280.000, mã số 13, 280.000, mã số 14, và một cái khoan luôn, khoan này là 14.7, đây chỗ này có bị mẻ này, một chỗ này, hai chỗ này nhé, mấy ở đây, đỉnh này có bị mẻ này nhé, đó, còn lại là rất là đẹp, bên đây có một chỗ nữa, đó, có bị mẻ như vậy nhé, cây này là 360.000 nhé, phi 14.7, đó, lưỡi thì nó chưa xài đó, nhưng mà quá trình nó bị vận chuyển, nó bị va chạm rồi, nó bị mẻ nhé, giống như chưa xài đấy. Cái này là 360.000 nhé, mã số 14, hợp kim nguyên khối nhé. Em qua mã số 15 là cái bịch khoan này nhé, bịch khoan này nó đâu được gần 9 lạng, gần 9 lạng nhé, khoan bác nào tận dụng nhé, khoan này em bán là 250.000 nhé, gần 9 lạng nhé. Có nhiều, nó có vài size thôi, nó có ít taro đây nhé, taro hệ in, taro hệ in nhé. Đây, nó khoan cục ngắn ngắn này nhé, hệ in này, 1/4 này, 28 UNC này, UNF nhé. Nó có phi 6.4 này, 6.4 này, ngắn ngắn nhé. Này là 3.5 này, 3.5 này, đó 3.5 này. Con này là 5.6, nó có 3 size đấy nhé, có ít taro nữa, nó ngắn ngắn cụt cụt rồi nhé. Đó, của bác phải tận dụng nhé. Mình xài chế cháo lại làm tiếp gió, mình về mình gắn làm cái gì nhé. Này là 250.000 để khoan ngắn con ấy nhé, đó, nó ngắn nhé. Nó nhiều lắm, ở đây nó khoảng tầm mấy chục cây. Này. Bộ này là 250 nhé, 250, mã số 15, có ít taro này nhé, taro phải in. À, mã số 15, 250 nhé. Cũng có cái mã số 16 là một cái khoan, cái khoan này là 400.000 nhé, khoan hợp kim nhé, này là phi em có thông số 13.3, hàng thì rất là đẹp, rất là đẹp nhé, rất là đẹp luôn. Đó, nước xuyên tâm rất là dài nhé, dài khoảng 1.8, 13.6, mẹ cắt tầm 95, à, dài tổng 165. Đó, cây này là 400.000 nhé, mã số 16, 400.000. Khoan thép inox, nhíp xe, thép xong nhiệt đều được nhé.
14 trăm ngàn. Em qua cái mã số 17 nhé, một file. File này là 400 ngàn nhé. Cái này phi 12 này, phi 12 dài nhé. Đó, 12 dài. Còn cái này là 10.5 này, 10.5 nhé. Tính này có hơi bị chảy nhẹ nhé, 10.5. Hai cây này là phi 7 và phi 8 này, phi 7 và phi 8 này nhé. Hai cây này phi 6 nhé, phi 6, phi 6 nhé. Cây này là 5 ly rưỡi, 5 ly rưỡi. Hai cây này là 4 ly nhé, 4 ly. Đó, tổng là 9 cây, 2, 4, 6, 8, 9 cây, 400 ngàn nhé. Hợp kim nguyên khối nhé các bác chị. À, phải hợp kim. Mã số 17, 400 ngàn. Mã số 18 là cái collet nhé. Collet này là phi 42 này. Nó có kèm nó có lỗ 32, lỗ 25, lỗ 20, 16, 12, 10, 8. Đó. Đó, nó có các lỗ như vậy. Một cái loại to này là 190 ngàn một cái, là C42 nhé. Cái này phi ngoài là 42 nhé, bác nó sẽ 42. Này 190 ngàn một cái, kèm các lỗ 32, 25, 20, 16, 12, 10, 8 và 170 ngàn, 190 ngàn một cái nhé, C42. Này em lấy tự tin lên thôi chứ, số lượng có nhiều nhé. Các bác chỉ cần thì cứ báo em, số lượng có nhiều nhé. Cái này là C32. C32 có lỗ 20. 20 này, lỗ 20 này, 25 này. 25, 20, 16, 12, 10, 8, 6 nhé. Đó, này 170 ngàn một cái. C32 nhé. Hàng Nhật nhé. C32. Hàng Nhật 170 ngàn cái. Cái này loại này vậy to thì 190 ngàn cái. Và chị cần xe nào thì báo em. À, qua cái mã số 19 nhé. Mã số 19 này là file thép gió này. Mớ file thép gió này là 150 ngàn nhé. Đây. Hàng nào cho bác về phai phá hoặc tận dụng làm gì làm nhé. Đó, này R này, R 5.5 vậy. Cái này phi 12 này. Phi 12. Cái này R6 quay phá. Cái này phi 9. Cái này phi 10 này. Này phi 16 này. Để phải mài lại này. Cái này là phai nhôm nhựa gỗ này, đồng này, đồng đỏ. Cái này là phi 7, phi 8 gì đó. Không để số nó hơi mờ. Hàng này hàng về của bác về tận dụng phai phá nhé. Đó, còn mấy cái đây nữa. Phi 8 này, phi 10, 12, 11 này. Trích tâm này, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 cây nhé. Tổng 16 cây, 150, mã số 19 nhé. Phai thép gió nhé. Này là phai thép gió nhé. Mã số 19, 150. Qua cái mã số 20 nhé, một cái cán tiện Nhật cán 25 dài 300 của Sumitomo cán Nhật nhé. À, chip T11 nhé, kèm hai hộp chip mới, hai hộp chip mới nhé, chuyên dễ thép. Đây, hai hộp chip mới một cái cán nhé, bộ này là 1,3 triệu nhé, 1,3 triệu để cán kèm hai hộp chip mới nhé. Đó, hai hộp chip mới, bộ này là 1,3 triệu nhé. Đó. Rồi, hôm nay em cũng làm biết giới thiệu được 20 mã hàng. Các bạn chị thấy cái mã hàng nào phù hợp có thể ủng hộ em nhé. Hôm nay em làm clip đến đây thôi. Hẹn các bạn chị trong clip sau nhé. Em chào các bạn chị nhé.